Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Tập 44 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tịnh Thông Học Hội Singapore mời mở kinh Khoa chú Quyển Hạ Trang 51 Mời xem kinh giam Ư đảnh môn tượng Phóng như tỵ đẳng Hào tướng quan dĩ Xuất vi diệu âm Cáo chư đại chúng thiên long bát bộ nhưng phi nhân đẳng thính ngã kim nhật ư đao lợi thiên cung xưng dương tán thán địa tạng bồ tát ư nhân thiên trung lợi ích đẳng sự bất tư nghị sự siêu thánh nhân sự chứng thập địa sự tất cánh bất thoái a nậu đa la tam biểu tam bồ đề sự Phía trước Chúng ta xem thấy Thế Tôn Phóng Quang Trước khi nói câu tổng kết Thì Phóng Quang tướng lành Tiếp theo Đức Phật nói với mọi người Ngài dùng di diệu âm hàm nghĩa trong di diệu âm sâu rộng vô hạn trong một âm hàm chứa hết thảy âm buổi một âm hàm chứa hết thảy sự thế nên gọi là di diệu âm nói với đại chúng ở trong hội này bao gồm thiên long bát bộ người và phi nhân vân dân đây đều là những đại chúng được địa tạng bồ tát giáo hóa hôm nay nghe ta ở cung trời đau lợi xưng dương tán thán địa tạng bồ tát câu này là lời tổng kết từ lúc pháp hội khai mạc đến giờ toàn bộ kinh danh nói đến chỗ này điều xưng dương tán thán địa tạng bồ tát mấy câu phía sau là tổng kết những sự lợi ích trong cõi trời người sau đó nói rất cụ thể tổng kết toàn kinh câu này là kết danh mà cũng là nói tới giáo Chúng ta dùng bốn thứ giáo, lý, hành, quả để nói. Thì đây là giáo. Lần này, chúng tôi ở Úc Châu tham học 20 ngày. quan sát thấy úc châu hiện nay đang thúc đẩy đa nguyên văn hóa dần dần cũng đã có thành quả chúng ta quay lại nhìn nền giáo học của nhà phật đích thực là tài liệu dạy học cho những người theo đuổi công việc đa nguyên văn hóa đây chính là kinh điển đại thừa những sự lợi ích trong cõi trời người nhân thiên là nói trên trời và nhân gian và cũng chỉ cho những cõi trong lục đạo trong lục đạo đương nhiên là có thể sinh hoạt đa nguyên văn hóa cộng đồng Địa tạng Bồ Tát Thích Ca Thế Tôn Làm sao Có thể đối với Hết thảy chúng sanh Chủng loại khác nhau tộc quần khác nhau phương thức sinh hoạt khác nhau thậm chí đối với tư tưởng kiến giải khác nhau tín ngưỡng khác nhau có thể giúp họ tiêu trừ những thứ khác nhau này giúp họ dung hợp thành một thể cộng đồng. Thể cộng đồng chính là nhất chân Pháp giới. Thể đa nguyên, các giao chính là thập Pháp giới. Chúng sanh trong thập Pháp giới, đến sau cùng đều quy về nhất chân Pháp giới. Đây là lợi ích chân thật. Đây chính là trí tuệ cao độ của Thế Tôn, phương tiện thiện xảo, dạy bảo. Do đó, giáo học trong Phật Pháp, Đức Phật dạy chúng ta những gì? Đây là điều chúng ta nhất định phải rõ ràng. Thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta chung sống giữa người với người như thế nào? Lục Hoàng Kính chính là lời dạy bảo của Đức Phật. Nếu như chúng ta không thể chung sống với người, vậy thì còn bàn gì đến thành tựu? Quan hệ giữa người với người vô cùng phức tạp. Nói thật ra, mỗi người, mỗi chúng sanh đều là một hình thể đa nguyên văn hóa. Vì mỗi người, mỗi chúng sanh trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo. A la Gia Thức đã chứa đựng rất nhiều hạt giống, tập khí khác nhau. Đó không phải là một kết cấu đa nguyên văn hóa hay sao? huống hồ lúc mọi người cùng nhau qua lại phải đối xử như thế nào đây là đại học vấn có thể tiêu trừ kỳ thị tiêu trừ hiểu lầm tiêu trừ ngăn cách tôn kính lẫn nhau hợp tác lẫn nhau quan tâm lẫn nhau đây là điều phật đà kỳ vọng ở chúng ta Đặc biệt là tu học đại thừa Trong kinh thường dạy chúng ta Tâm bao thái hư lượng chu sa giới Trong hết tại cảnh giới của chúng sanh Vẫn còn vạch ra tranh giới y như cũ Như vậy là sai rồi Trái nghịch với lời dạy của Phật Đà Trái nghịch với lời dạy của Bồ Tát cho nên học phật điều thứ nhất là phải mở rộng tâm lượng phải bao dung hết thảy thì bạn mới có thể vào cửa phật mới có thể hiểu được lời phật dạy vậy chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật lợi ích chính mình lợi ích xã hội lợi ích hết thảy chúng sanh những gì trong kinh giảng là những việc này câu thứ hai nói bất tư nghị sự đây là tổng kết từ trên thể lý là một tại sao những thứ khác giao có thể dung hợp thành một thể vì lý là một tướng có nhiều thứ sự có nhiều thứ dụng có nhiều thứ lý chỉ có một do đó có thể quy về một trong kinh hoa nghiêm nói một tức là nhiều nhiều tức là một nó có thể quy về một vì thể là một giống như biển lớn biển là thể những bọt nước trong biển có cả ngàn cả dạng bọt nước nổi lên mỗi bọt nước đều khác nhau mỗi bọt nước là một vòng tròn nhỏ nhưng bọt nước tại từ đâu có đều dựa vào biển lớn mà sanh ra chúng sanh mê đã mê mất không biết thể là một Cho nên mới khởi lên mọi thứ hiểu lầm. Nếu như biết thể là một, thì tâm bình đẳng, thanh tịnh, từ bi sẽ tự nhiên sanh khởi. Cho dù là quan gia đối đầu, cũng phải biết thể của chúng ta vẫn là một. Rời gọi lý thể thì đi đâu tìm hiện tướng? Thể là gì? chân như bổn tánh chân như bổn tánh không thể nghĩ bàn bất tư nghị sự là kết thể siêu thánh nhân sự chứng thập địa sự đây là nói về hành cũng là kết tông tông chính là phương pháp tu hành cương lĩnh tu học của chúng ta đây là hành Siêu thánh nhân Là nhân hạnh Của những gì Bồ Tát tu Chứng thập địa là quả Tu nhân chứng quả Thập địa Cho dù là biệt giáo Bồ Tát Cũng đã giàu nhất chân Pháp giới siêu diệt thập pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới. Nếu như nói về tam hiền bồ tát, thì phải là viên giáo tam hiền bồ tát mới siêu diệt thập pháp giới. Nếu là biệt giáo tam hiền bồ tát, thì vẫn còn trong thập pháp giới. Nói thập địa thì nhất định siêu diệt thập pháp giới. nhập vào nhất chân Pháp giới. Câu cuối cùng là kết luận. Tất cánh bất thoái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Sự. Đây không chỉ là Thế Tôn tổng kết cho đoạn này. Đây là tổng kết những gì đã nói trong Pháp hội Địa Tạng. Thật ra, những gì Đức Phật Thích Ca đã nói suốt 49 năm cũng có thể dùng mấy câu này để tổng kết. Phật giảng cho chúng ta là giảng mấy điều này. Thậm chí, mười phương ba đời hết thảy chư Phật như lai. Giảng cho hết thảy chúng sanh cũng không vượt ra ngoài tổng kết này. hiểu được ý nghĩa của những câu này thì chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật dạy chúng ta điều gì. Dạy chúng ta làm người phải biết quan hệ giữa người với người. Phải biết làm sao chung sống với người khác. Thứ hai là hiểu rõ quan hệ giữa người với đại tự nhiên. Hiện nay chúng ta gọi là hoàn cảnh tự nhiên. hoàn cảnh sinh thái tự nhiên chúng ta làm sao chung sống với đại tự nhiên chung sống với những động vật thực vật sơn hà đại địa này đại tự nhiên thương yêu che chở chúng ta thì chúng ta cũng phải thương yêu che chở đại tự nhiên đại tự nhiên đối với chúng ta có cống hiến quần áo thức ăn chỗ ở đi lại của chúng ta đều phải nhờ vào sinh vật của tự nhiên. Chúng ta làm sao báo đáp đại tự nhiên? Có ai nghĩ đến hay chưa? Đức Phật đã nghĩ đến, Bồ Tát đã nghĩ đến. Thứ ba là làm sao chung sống giữa con người với quỷ thần? Giáo dục của nhà Phật chính là dạy những điều này. Trong ba phương diện này, nếu có một phương diện sai lệch thì sẽ đem đến phiền phức. Trong Phật Pháp gọi là tạo nghiệp. Nếu ba phương diện đều chung sống hòa hợp thì là công đức, tích lũy công đức. Nếu một mặt nào làm không tốt thì sẽ tạo nghiệp. Muốn ba phương diện này đều chung sống hòa hợp thì trước hết đối với chân tướng sự thật của hoàn cảnh nhất định phải rõ ràng. Nhất định phải sáng tỏ đức phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta chính là giảng rõ những chân tướng sự thật này vậy chúng ta làm sao chung sống hòa hợp với người với vật với sự với thiên địa quỷ thần đây cũng chính là mục tiêu đa nguyên văn hóa mà con người đang truy cầu mục tiêu này đều ở trong phật giáo đại thừa hy vọng mọi người đối với kinh điển đại thừa phải lắng lòng thể hội tại sao chúng ta thể hội không được vì không thiết thực đi làm cho nên bạn thể hội không được trong đời sống hàng ngày Vẫn là tùy thuận theo phiền não của chính mình Thuận theo tập khí của chính mình Vậy thì làm sao được Đừng nói kinh văn bạn xem không hiểu Chú giải bạn cũng xem không hiểu Tôi nói những lời này bạn nghe cũng không hiểu Những gì bạn có thể hiểu được chỉ là bề ngoài Chân thật là ở ngoài da Một chút cũng không cẩm thấu Vào bên trong Kinh điển nhà Phật Tôi đã từng nói với quý vị Mỗi câu mỗi chữ đều sâu rộng vô hạn Vậy thì làm sao thâm nhập hoàn toàn dựa vào công phu tu trì nếu bạn có một chút công phu thì bạn có một phần kiến giải có một phần khế nhập không có công phu thật sự thì không được công phu thật sự bắt đầu làm từ đâu bắt đầu làm từ đoạn ác tu thiện siêu thánh nhân sự chứng thập địa sự là nói chúng ta phải làm được bất tư nghị sự là chúng ta phải thể hội nhân thiên lợi ích đẳng sự là chúng ta phải học tập vậy bạn mới đạt được đại dụng cứu cánh viên mãn vậy thì cuối cùng sẽ bất thoái du tượng bồ đề Chư gì hãy tự xem Chú dạy của Pháp Sư Thanh Liên Ngày chú được cũng rất hay Mời xem đoạn kinh tiếp theo Thuyết thị ngữ thời Hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát Danh Quán Thế Âm Tùng tòa nhi khởi Hồ quỳ hiệp trưởng Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Tỳ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Cụ Đại Từ Bi Lân mẫn tội khổ chúng sanh Ư thiên dạng ức thế giới Hóa thiên dạng ức thân Sở hữu công đức Cập bất tư nghị Oai thần chi lực Chúng ta xem đến chỗ này Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong đại hội. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tham gia Pháp hội này và cũng là một thính chúng trong Pháp hội. Ngài nghe Thế Tôn cực lực tán thán địa tạng Bồ Tát Sau khi nghe xong, Ngài đứng ra. Thay mặt cho các Bồ Tát, tán tháng địa tạng Bồ Tát. Pháp hội này Chúng ta phải lưu ý học tập. Bạn xem, Pháp hội mở đầu là mở đầu như thế nào? Pháp hội sắp viên mãn. Viên mãn là kết thúc ra sao? Đây là điều chúng ta phải học tập. Pháp hội trong thế gian thì nhất định sẽ bắt đầu bằng diễn văn khai mạc. Lúc kết thúc cũng có một bài cảm tạ. Lần này chúng ta tới tịnh Tông Học Hội Tây Úc. Tịnh Tông Học Hội Tây Úc Tôi không rõ tình hình ở đó. Học hội này vừa mới thành lập. Trên thực tế, lúc chúng tôi đi tới đó, thì nhân duyên chưa chín mùi. Họ thành lập quá sớm. Tối tiểu, họ phải học ba năm. Sau ba năm mới thành lập tình thông học hội, vậy thì rất như Pháp. Pháp hội ở đó mở đầu và kết thúc đều đột ngột phần đầu không có giới thiệu phần sau cũng không có kết thúc không có quy cụ gì cả trong đời tôi tham gia rất nhiều pháp hội đây là lần đầu tiên gặp bản thân họ không có kinh nghiệm cũng chưa từng tham gia hoạt động của Pháp hội khác Cho nên đối với nghi thức Hoàn toàn không biết Chân thật là không biết bắt đầu từ đâu Họ tiếp đại chúng tôi rất nhiệt tình Chúng tôi rất cảm tạ Hội trưởng của họ tiễn tôi ra sân bay Ông hỏi tôi tiếp đón chắc không được chu đáo lắm tôi đã tiếp đón rất chu đáo chúng tôi rất cảm tạ nhưng pháp hội không chu đáo phải học hỏi nhiều hơn ông đó sẽ tìm thời gian tới singapore học tập một ngày tôi đó không được một ngày mà học xong thì ông là thiên tài thật sự muốn học được thì chí ít phải ở lại singapore ba tháng làm sao chỉ có một ngày mà học được nếu như nói lãnh đạo một đoàn thể giúp đỡ một địa phương học phật đó là bồ tát phát tâm không phải làm việc theo cảm tình thật sự phải khiêm tốn học tập bây giờ là lúc pháp hội sắp kết thúc Quán Thế Âm Bồ Tát thay mặt chúng Bồ Tát nói lời cảm tạ. Mọi người đều rất quen thuộc với Quán Thế Âm Bồ Tát. Danh tiếng của Ngài được xếp vào hạng nhất. Còn Địa Tạng Bồ Tát thì có nhiều người không biết không có ai không biết quán thế âm bồ tát do đó việc quán thế âm bồ tát đứng ra tán thán có ý nghĩa rất sâu bồ tát bạch phật và nói thế tôn địa tạng bồ tát ba ha tát có đầy đủ đại từ bi lời này do quán thế âm bồ tát nói ra có ai không tin cho được Chúng ta đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tán Thắng Địa Tạng Bồ Tát Là Đại Từ Bi Hơn nữa Lòng Đại Từ Bi Của Địa Tạng Bồ Tát Không thua gì Quán Thế Âm Bồ Tát không thấp hơn quán thế âm bồ tát trong ngàn dạng ức thế giới Ngàn dạng ức không phải là con số Mà là hình dung từ Hình dung thế giới vô lượng vô biên Nơi nào có chúng sanh Thì nơi đó có mặt địa tạc Bồ Tát Hóa ngàn dạng ức thân Hết thầy công đức và xuất oai thần không thể nghĩ bàn. Hai câu trên là lời Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát trong kinh này. Chúng ta phải có khả năng phân biệt công đức và phước đức. đoạn ác tu thiện y giáo phụng hành quý vị nghĩ xem đây là phước đức hay công đức giả như bạn còn có tướng ta tướng người tướng chúng sanh tướng thọ giả thì những gì bạn tu chỉ là phước đức không trị ra khỏi tam giới nếu như bàn lìa bốn tướng mà tu hành thì đó là công đức trong hội kinh kim cang đức phật dạy chúng ta phải dùng không tướng ta không tướng người không tướng chúng sanh không tướng thọ giả mà tu các việc thiện thì đó là công đức chúng ta hãy nghĩ những gì chúng ta tu hiện nay là gì thực sự mà nói thì đều là rơi vào phước đức không phải là công đức khởi tâm động niệm vẫn còn ngã chấp niệm niệm điều gì mình luôn đặt ta ở vị trí đầu tiên Chứ gì phải biết Ngã chấp là nghiệp nhân căn bản của luân hồi Chỉ cần bạn có ta Thì bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi Tu thì nghiệp có lớn hơn nữa Cũng là hưởng phước trong lục đạo Phước hưởng hết rồi Vẫn phải đọa lạc Phải biết được đạo lý này ở phần trước đều đã nói rất rõ ràng với chư vị rồi lục đạo thập pháp giới tại sao lại có lục đạo hình thành là do ba dân tố căn bản vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn toàn bộ đều có Thì sẽ biến nhất chân Pháp giới thành lục đạo Nếu như bạn phá hết chấp trước Tuy bạn vẫn còn vọng tưởng và phân biệt Nhưng lục đạo đã không còn nữa Chỉ còn thập pháp giới trong tập Pháp giới Có tứ thánh Pháp giới Thanh gian duyên giác Bồ Tát Phật Bằng sinh hoạt ở trong đây Lại có thể bỏ đi phân biệt Thì bạn siêu diệt thập Pháp giới Liền nhập vào nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy vẫn còn 41 cấp bậc. 41 giai vị Pháp thân đại sĩ, 41 cấp bậc từ đâu mà có. Tại sao hình thành? Do vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh. Phá một phẩm vô minh thì cảnh giới của bạn sẽ nâng lên một tầng. 41 phẩm vô minh phá hết rồi, tức là vọng tưởng hoàn toàn không còn. Bạn đã chứng được đại viên mãn Đó là quả địa như lai trong viên giáo Đạo lý và chân tướng sự thật này Chúng ta phải biết Sau khi biết Thì mới hiểu được Dụng ý của Thế Tôn dạy chúng ta Liệu bốn tướng Bốn tướng không thể không lìa Không lìa không được Không lìa Thì không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Ngày nay Khi chúng ta cởi tâm độc niệm Thì cái này tôi thích Cái kia tôi ghét Vậy đều là làm việc lục đạo luân hồi Mỗi ngày niệm a di đà Phật Vẫn là làm việc lục đạo luân hồi Bạn cho rằng bạn có thể giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh Người có thể giảng sanh Thì chân thật lì bốn tướng Tâm địa thanh tịnh thật sự Tâm tịnh ác cõi Phật tịnh Rất nhiều người mang nghiệp giảng sanh Người lúc lâm chung Một niệm mười niệm giảng sanh Một niệm mười niệm ấy của họ Tương ưng với bốn tướng Một niệm sau cùng lúc lâm chung vẫn có ta người chúng sanh thọ giả thì không thể dạng sanh trước đây thầy lý thường nói một và người niệm phật có thể dạng sanh chỉ có hai đến ba người mà thôi nguyên nhân là gì ta người chúng sanh thọ giả chưa có đoạn chúng ta chân thật muốn giảng sanh ngay trong đời này thì khi nào mới luyện tập phải luyện tập ngay bây giờ đừng đợi nếu bạn nói bây giờ tôi còn chưa tới lúc lâm chung đợi tới lúc lâm chung thì tôi mới lìa lúc lâm chung bạn có nắm chắc không bạn có thể lìa được hay không thường ngày phải thật sự làm đối với tình cảm thế gian thông thường chúng ta phải nói là tình kết phải nhạt càng nhạt càng tốt niệm niệm vì chúng sanh vì xã hội đừng nghĩ đến bản thân nghĩ đến bản thân thì là tạo nghiệp chính là tạo tội người ta ai cũng vì bản thân đó là chuyện của người ta họ muốn ở trong lục đạo luân hồi Đức Phật cũng không làm gì được Thì chúng ta làm gì được Sự tu hành chứng quả Phải dựa vào nỗ lực của mỗi cá nhân Ai cũng không giúp gì được Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng không giúp gì được Đây là việc riêng của chính bạn Mười pháp giới Chính là mười con đường bày ra ngay trước mặt chúng ta chúng ta muốn đi con đường nào phật nói rõ cho chúng ta để chúng ta tự lựa chọn nếu chính mình tùy thuận phiền não tùy thuận tập khí thì đại đa số là đi vào tam ác đạo thật sự giác ngộ rời khỏi hết thảy phiền não tùy thuận theo lời dạy của phật bồ tát thành tựu công đức Chúng ta nhất định phải phân biệt công đức và phước đức. Thật rõ ràng. Và sức oai thần không thể nghĩ bàn. Đây là nói Địa Tạng Bồ Tát. Đặc biệt ở trong lục đạo, Ngài cần mẫn dứt giả dạy dỗ. Dùng trí tuệ viên mãn Phương tiện khéo léo Đặc biệt giúp đỡ chúng sanh Trong lục đạo Mời xem tiếp Kinh văn Ngã Văn Thế Tôn Giữ thập phương Vô lượng chư Phật Vì khẩu đồng âm Tán thán Đi tạng Bồ Tát Vân Chánh sự quá khứ Hiện tại vị lai chư Phật Thuyết kỳ công đức do bất năng tận Chúng ta biết được chân tướng sự thật này Từ Quán Thế Âm Bồ Tát Không phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Đi Tán tháng Địa Tạng Bồ Tát Du lượng chư Phật ở mười phương khác Miệng đồng âm không có gì nào không tán thán địa tạng bồ tát hơn nữa công đức của địa tạng bồ tát cho dù hết thảy chư phật như lai cùng nhau tán thán cùng tán thán không hết phía sau nói dù cho chư phật quá khứ hiện tại vị lai chính là hết thảy mười phương ba đời chư phật nó công đức của Địa Tạng Bồ Tát cũng nói không hết. Địa Tạng biểu thị cho điều gì? Chứ gì phải biết hiếu thân tôn sư. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát chính là công đức của hiếu thân tôn sư. Phía trước đã báo cáo với chư vị đồng tu rồi Tại sao sau khi Đức Phật Thích Ca Bô Ni diệt độ Không đem diệt giáo hóa chúng sanh Giao phó cho những Bồ Tát khác Mà phải đặc biệt giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát Tại sao không giao cho Quán Thế Âm Bồ Tát? Phía trước cũng đã nói với chư vị Giao cho Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài không làm nổi. Giao cho Văn Thù Phổ Hiền thì hai Ngài cũng không làm nổi. Giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát Đi tại Bồ Tát Hiếu Kính Hiếu Kính là gốc rễ Quán Thế âm Bồ Tát là Hiếu Kính Phát triển rộng ra Nếu không có gốc rễ Thì làm sao phát triển rộng ra được Do đó Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Sau đó bạn mới biết được Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ đâu Phải bắt đầu học từ Hiếu Thân Tôn Sư ngày nay xã hội động loạn nguyên do có động loạn ở đâu đã mê mất địa tạng không biết hiếu thân tôn sư do đó an nguy trị loạn hòa phước của xã hội gốc rễ ở tại gia đình hơn nữa gốc rễ của gia đình ở tại vợ chồng giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn dung bồi gốc rễ này hy vọng mọi người giác ngộ Hai người kết hợp thành vợ chồng không phải là chuyện của hai người. Mà đối với xã hội, cả hai đều có trách nhiệm. Vợ chồng bạn không hòa hợp thì gia đình bạn sẽ đổ vỡ, gia đình đổ vỡ thì xã hội liền động loạn. Người trên toàn thế giới sẽ gặp tai ương bị dạ lây. Có ai hiểu được đạo lý này không? Giáo dục của nhà Phật coi trọng gia đình biết bao Giáo dục và nho dạy Giữ dạng luôn thường trọn hết bổn phận Ngày nay xã hội động loạn Mọi người đều lơ là giáo dục gia đình Cho nên nếu không biết Nguyên nhân gây ra động loạn Gây ra tai họa từ đâu đến Thì bạn làm sao phòng ngừa Bạn làm sao có thể cứu giảng Người trong một nhà Tụ hội với nhau Đương nhiên là có nguyên nhân trong kinh đức phật dạy con người tụ hội với nhau có bốn nguyên nhân báo ân báo oán đòi nợ trả nợ ân ân oán oán không bao giờ dứt đây là chân tướng sự thật tại sao con người phải tiếp nhận giáo dục tại sao phải tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền vì thánh hiền nhân hiểu rõ chân tướng sự thật sau khi hiểu rõ thì bạn mới có thể hóa giải cho dù người trong một gia đình là báo oán mà đến tấm gương sáng ở trung quốc là vua thuấn mọi người trong nhà vua thuấn chính là báo oán mà đến không phải báo ân cả nhà bất hòa vua thuấn có trí tuệ ngài biết tận hiếu có thể hóa giải oán thù trong nhà đêm oán kết đó hóa giải có thể làm cho người trong nhà tôn trọng lẫn nhau thương yêu lẫn nhau hợp tác lẫn nhau nói theo phật pháp thì đây là bồ tát bồ tát không tránh né khi gặp hoang gia trái chủ không có mà sẽ tìm cách hóa giải quán thù tránh né không thể giải quyết vấn đề đời sau kiếp sau cũng sẽ gặp lại nhất định phải biết cách hóa giải cho nên mới nói quan gia nên giải không nên kết nhỏ thì là người trong một nhà phải có trí tuệ phải có tâm những này để hóa giải giải quan mở kết dung bồi ân nghĩa thì cả nhà sẽ tự nhiên hòa hợp có hòa hợp thì nhà này mới hưng dượng trong đây có đại đạo lý đây là khái niệm căn bản quá trình cơ sở trong sự giáo hóa chúng sanh của địa tạng bồ tát cho nên công đức lợi ích Cho dù ba đời chư Phật như Lai đều tán thán cũng tán thán không hết. Sau đó, Quán Thế Âm Bồ Tát lại nói Hướng giả hữu mông thế tôn phổ cáo đại chúng dục xưng dương địa tạng lợi ích đẳng sự. Trong chú giải nói được rất hay, chữ hướng giả trong đây có ý nghĩa xa có ý nghĩa gần nếu gần thì chính là văn tự trong phẩm này còn xa thì là văn tự tán thán ở phần đầu trong trang 25 quyển trung Duy nguyện thế tôn Vị hiện tại vị lai Nhất thiết chúng sanh Xưng dương địa tạng Bất tư nghị sự Linh thiên long bát bộ Chim lệ hoạch phước Không những quán thế âm Bồ Tát Làm chứng minh cho chúng ta còn khải tịnh thêm cho chúng ta nữa, lời khải tịnh của ngài là gì hết tại chúng sanh hiện tại và vị lai hiện tại là tham gia pháp hội lúc bấy giờ, vị lai là bao gồm cả chúng ta ở trong ngày nay chúng ta đọc tới kinh này, nghiên cứu đoạn kinh này. bao gồm câu kinh này. Tịnh Thế Tôn giới thiệu thêm lần nữa cho chúng ta những sự không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Mục đích là giúp cho Thiên Long bát bộ những gì quỷ thần hộ pháp này chim lễ được phước chim lễ là gì sanh khởi tâm hiếu kính tâm này vừa sanh thì liền được phước quỷ thần sanh tâm thì quỷ thần được phước chúng ta sanh tâm thì chính chúng ta được phước Phần sau là Thế Tôn tiếp nhận lời khải tịnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thuyết Pháp cho chúng sanh. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhữ ư ta bà thế giới hữu đại nhân duyên. Thế Tôn nhân tiện ở chỗ này trước tiên là khen ngợi quán thế âm bồ tát quán âm bồ tát có duyên đức sâu với thế giới chúng ta phật không độ người vô duyên do đó chúng ta học phật thì phải biết kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ ý này, kết pháp duyên chứ không thể kết tình duyên. Kết tình duyên thì cả đời phiền phức rất lớn, đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt. Vậy phải tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Phải chịu khổ báo trường kiếp Nhất định không thể làm Chỉ kết pháp duyên Pháp duyên là giới thiệu Phật Pháp cho họ Giúp họ nhận thức Phật Pháp Giúp họ lý giải Phật Pháp Giúp họ tu học Phật Pháp Đi gọi là kết pháp duyên vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác trong đây nhất định không sanh yêu ghét đây chính là pháp duyên nếu như trong đây còn có vui mừng có chán ghét thì sẽ biến thành tình duyên vô cùng vô cùng đáng sợ từ xưa tới nay Bao nhiêu vị đại đức Tại gia Xuất gia Kết duyên với hết thảy chúng sanh Biến pháp duyên Trở thành tình duyên Họ đều đọa lạc Quá nhiều, quá nhiều do đó bồ tát đại thừa nếu không có định tuệ tương đối thì ngược lại không bằng tiểu thừa tiểu thừa họ không giảng kinh không thuyết pháp rời xa xã hội đại chúng chỉ riêng mình tu thiện họ không dễ đọa vào ác đạo đại thừa bồ tát Tiếp xúc với đại chúng Như câu hòa quan đồng trần Nếu như chính mình không có định tuệ Chính mình không thể trụ trong niệm Phật tam muội Dẫn tùy thuận phiền não tập khí Y như cũ Thì không có ai không đọa lạc Giảng kinh thuyết pháp Hay tu hết thảy diệt thiện Đều biến thành phước báo hữu lậu Dù chúng ta phát tâm tu thiện Nói thật ra Cũng không phải là chuyện dễ Thiện đó Có phải là chân thiện hay không? Nếu như chư gì đọc qua Liệu phàm tứ huấn Tiên sinh viên liệu phàm Nói rất hay Thiện có chân thiện Có giả thiện có đại thiện có tiểu thiện có thiên thiện có viên thiện ngài nói rất nhiều bạn biết đâu là thiện thật hay không hiện nay chúng ta thấy thế gian có không ít người thật tâm muốn làm một chút việc tốt nhưng vì không có huệ nhãn không nhận biết ruộng phước thật sự trái lại còn dùng tài lực vật lực của họ để tạo hết thảy tội nghiệp cho dù là không cố ý trong tâm họ cũng muốn tu thiện kết quả lại biến thành ác tuy họ không có tội nhưng họ vẫn có lỗi phải xem ảnh hưởng việc làm của họ về sao Nếu như ảnh hưởng nghiêm trọng Vậy thì có tội Việc này chúng ta không thể không cẩn thận Làm sao có thể phân biệt Phương pháp duy nhất là đọc tụng Đại Thừa Có như vậy thì chúng ta Đối với hết thảy sự vật mới nhìn được rõ ràng. Hiện nay có nhiều người đều cho rằng xây dựng đạo tràng là việc tốt. Đi tạng Bồ Tát trong kinh này cũng dạy chúng ta xây đạo tràng. Tu sửa những đạo tràng cũ Công đức cũng rất lớn Nhưng bà phải nghĩ xem đạo tràng này có đạo hay không không phải nói xây một ngôi chùa thì đó gọi là đạo tràng. Chùa đó có đạo tràng hay không? Nếu như không có đạo, bạn xây dựng ở chỗ đó, khiến cho rất nhiều người ở đó tranh giành, khiến cho họ tạo tội nghiệp. Bạn có lỗi hay không? chuyện này không thể không cẩn thận do đó cả đời tôi đối với chuyện này rất cẩn thận không dám làm chuyện này sau khi bạn làm xong người trong đạo tràng nhiều thêm ai cũng ở trong đó tranh quyền đoạt lợi chỗ đó trở thành một nơi tạo tác tội nghiệp không bằng không làm do đó chúng tôi thường khuyên người ta in kinh bố thí chuyện này không có lỗi lầm kinh chúng ta in xong cho dù có người đem đi bán bán cũng tốt có người mua thì có người đọc chuyện này không có tội chỉ có lợi ích không có sai lầm. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Nói thật ra những chuyện này chỉ cần chúng ta lưu ý một chút thì có thể thấy rất rõ ràng. Bản thân phải thường phạn tịnh những gì chúng ta tạo tác là công đức hay là tội lỗi. Trong phật pháp gọi là như pháp hay không như pháp. Đây là việc chúng ta coi trọng, tuyệt đối không thể dùng cảm tình để làm việc. Ngày nay chúng ta ở đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore này. Tôi khuyên mấy vị đồng tu phát tâm hộ trì đây là lần đầu tiên. Trong bốn mươi mấy năm học Phật, bởi vì tôi ở chỗ này xem thấy, trong đầu tràng này có đạo, có học. Có đạo, có học thì bạn hộ trì là công đức. Đây là việc tốt. Nếu như nơi đây không có đạo, không có người tu học như pháp. Vậy thì hộ trì chủ này sẽ có vấn đề. Do đó, chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát những gì họ nghĩ, họ nói, họ làm. Có tương ứng với những gì Đức Phật dạy trong kinh hay không? Kinh điển là tiêu chuẩn. Lấy tiêu chuẩn này để nhận định thì tự nhiên chúng ta sẽ rõ ràng. Không cần phải đi hỏi người khác. Cả đời này của chúng ta trong mấy chục năm ngắn ngủi gặp được cơ duyên này là một chút việc tốt Việc này rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Ở đây, Đức Phật cũng nhân tiện khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên lớn với thế giới ta bà. Giống như Địa Tạng Bồ Tát vậy. nhược thiên, nhược long, nhược nam, nhược nữ, nhược thần, nhược quỷ, này chí lục đạo, tội khổ chúng sanh, văn nhữ danh giả, kiến nhữ hình giả, luyến mộ nhữ giả, tán tán nhữ giả, thì chư chúng sanh, ư vô tượng đạo, tất bất thoái chuyển, thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu pháp, nhân quả tương thuộc, ngộ Phật thọ ký. Trong đoạn này, Đức Phật khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đích thực có nhân duyên lớn với thế gian này của chúng ta. Thế gian này bao gồm 10 pháp giới ở ta bà. Phạm vi rất lớn. chúng sanh trong mười pháp giới đặc biệt là chúng sanh tội khổ trong lục đạo trong kinh vua lượng thọ thế tôn dạy chúng ta khi chúng ta gặp phải tai nạn lớn chỉ cần nhất tâm xưng niệm quán thế âm bồ tát liền có thể thoát khỏi tai nạn lời này chúng ta vừa nghe thấy thì hình như là mê tín thực ra lời này đích thực là có căn cứ lý luận trong đây quan trọng nhất là nhất tâm xưng niệm thì mới có thể hóa giải được tai nạn tai nạn hình thành như thế nào là do hiện tượng dao động sống của những ác niệm, ác tập hiện tiền. Khi bạn nhất tâm xương niệm, thì tâm bạn thanh tịnh, bình đẳng. Sống này của bạn phát ra cùng với sống lên xuống bất định quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu như sức mạnh sống của bạn mạnh, thì bạn sẽ quấy nhiễu làn sóng ác. Chứ nó không thể quấy nhiễu bạn được. Sống thanh tịnh bình đẳng sẽ làm cho sống của ác niệm, ác tập, cân bằng. Do đó, hiện tượng tai nạn liền được hóa giải. Đạo lý ở chỗ này. Hiện nay, nhà khoa học cũng biết được đạo lý này, nhưng không giải thích rõ ràng như vậy. Họ phá kiện cả thế giới Trước đi nói rằng Vẫn có vật chất Hiện nay thì nói trên căn bản Vật chất không tồn tại Hiện tượng vật chất Là do hiện tượng dao động sống Tạo thành Do đó Nhất tâm xưng niệm Sống này là tốt nhất Nhất tâm Chính là nhất chân pháp giới Là chân tâm Hết tẩy các dao động sống khác là vọng tâm. Chúng ta dùng chân tâm hóa giải vọng tâm, thì tai nạn liền tiêu trừ. Những gì nhất chân hiện ra là nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát. Là an định, hòa bình các tường an lạc. Chúng ta phải lắng lòng thể hội đạo lý này. Sau đó, trong kinh điển, Đức Phật dạy phương pháp cho chúng ta, chúng ta liền khẳng định. Chúng ta biết làm như vậy thật sự có hiệu quả. Đây chính là được Phật Bồ Tát gia trì. Người thế gian gọi là Phật Bồ Tát Bảo Hộ. Nếu chính bạn không đạt nhất tâm, thì Phật Bồ Tát gia trị không được. Khi chính bạn niệm tới nhất tâm, thì liền cảm ứng đạo giao cùng chư Phật như Lai. Là đạo lý như vậy. Thế nên trong Phật Pháp, đích thực không có mê tín Chủ này nói Nghe danh Thấy hình Đây là duyên Luyến mộ Tán tháng Luyến mộ Là học tập theo Phật Bồ Tát Tán tháng Là khen ngợi chư Phật Bồ Tát Nghĩa là Giới thiệu Phật Bồ Tát Với đại chúng chúng ta gọi là hoằng pháp lợi sanh tán thán là hoằng pháp lợi sanh luyến mộ là y giáo phụng hành từ đây mới biết người như vậy nhất định có thiện căn phước đức nghe danh thấy hình là nhân duyên họ là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ cho nên người như vậy sẽ nhất định không thoái chuyện nơi đạo vô tưởng đây là quả báo của họ thường sanh nhân thiên thọ nhận đầy đủ niềm vui di diệu đây là còn chưa phát tâm cầu thoát khỏi lục đạo thập pháp giới vẫn chưa có phát tâm Họ ở trong lục đạo hưởng niềm vui di diệu cõi trời, người chắc chắn không đọa tam ác đạo cũng sẽ không sanh trong Atula. Sanh trong Atula tuy là hưởng thọ, hưởng lạc nhưng lại tạo nghiệp. Khi hưởng hết phước báo thì chắc chắn sẽ đọa lạc. Trong cõi trời người nhất định gặp được bạn tốt gặp được thầy tốt tạo tăng tượng duyên cho họ người có thiện căn phước đức gặp được thiện tri thức họ cũng có thể sân khởi lòng tin có thể lý giải có thể y giáo phụng hành đây là nhân tù thắng nhưng quả sắp chín mùi đây là thật sự giác ngộ giác ngộ phước báo trên trời hay nhân gian không thể hưởng lâu dài hưởng phước không thể không tạo nghiệp không hay không biết mà tạo nghiệp Cho nên Họ có thể xả bỏ phước báo của chính mình Chuyên tu tịnh độ Do đó gặp Phật thọ ký Chúng ta phải biết Trong thời đại này Đây là lời của chư Phật như lai dạy Thời kỳ mạt Pháp Chỉ có tịnh độ thành tựu tình độ thì quan trọng nhất là tâm thanh tịnh hôm qua lúc chúng tôi ở trên máy bay thấy tin tức trang đầu của báo tiếng anh ghi kinh tế singapore suy thoái họ dự đoán mùa xuân năm sau còn khó khăn hơn bây giờ chính phủ nhắc nhân dân phải chuẩn bị tâm lý chúng tôi đã sớm nghe về việc này rồi tai nạn trong thế gian càng ngày càng nhiều càng ngày càng cấp bách chúng ta phải làm sao xử lý đây Trước đây, Thầy Lý nói, phương pháp duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu này của Thầy là lời dạy chân thật. Cầu sanh tịnh độ nhất định phải buông xuống dạng duyên. Do đó, xây dựng làng di đà và niệm Phật đường là một đại nhân duyên không những hiếm có trong thời đại ngày nay mà trong vô lượng kiếp cũng khó gặp được nhân duyên này chúng ta phải biết được chúng tôi đi đến nhiều nơi ở hải ngoại đi tới đâu người ta cũng nói Xin Pháp Sư Thường Trú ở đây Lưu lại đây giảng kinh độ chúng con Bà phải biết đó là phá hoại đạo tràng này Một đạo tràng thù thắng Có thể cứu giúp cả thế giới Đạo tràng này bị phá hoại Thì người cả thế giới bị dạ lây Đạo tràng này cũng như đài truyền hình Đài để phát ra sóng tư tưởng bình lặng nên sinh ra sức mạnh rất lớn. Bạn phân chia ra bốn năm phần rời rạc, đều phân ra, thì sức mạnh của mỗi đạo tràng rất yếu ớt, không có cách gì làm được. Với tai nạn không có sự giúp đỡ. Cho nên, quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta cần phải tập trung người niệm Phật trên toàn thế giới lại để sinh ra một sức mạnh lớn nhưng người thế gian đều là cảm tình họ nói pháp sư ở singapore không ở nơi này của con tại sao không đến nơi này của con để làm đều là nhân duyên mỗi nơi đều có nhân duyên chẳng phải là ưa thích một địa phương nào đó hơn đâu có đạo lý như vậy địa phương nào có duyên thì sẽ ở địa phương đó người thế gian đều là cảm tình đều là vì chính mình làm ở chỗ của tôi tốt nhất là làm ở nhà tôi phạm vi như vậy quá nhỏ làm ở quốc gia mình còn chưa chịu hãy làm ở tình của tôi ở thành phố của tôi tốt nhất là ở nhà tôi như vậy thì làm sao thoát khỏi tam giới làm sao có thể thoát khỏi luân hồi tâm lượng quá nhỏ chúng ta phải hiểu đạo lý này chúng ta cảm thấy những người này rất nhiệt tình rất dễ thương chúng tôi cũng rất cảm kích nhưng tuyệt đối không thể mắc lừa tuyệt đối không thể nghe theo họ mục tiêu của chúng ta là vì hết thảy chúng sanh vì thế giới hòa bình an định Lớn có thể bao gồm nhỏ Nhỏ không thể bao gồm lớn Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới Nhữ kim cụ đại từ bi Lưng mẫn chúng sanh Cập thiên long bát bộ Thính ngô tuyên thuyết Địa tạng Bồ Tát Bất tư nghị lợi ích chi sự trong phẩm kinh này Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát Đứng ra khải tịnh thay cho chúng ta Lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát Không khác gì Địa Tạng Bồ Tát Đều là thương xót chúng sanh khổ nạn Nếu Thiên Long bát Bộ Không nghe kinh nghe Pháp Thì cũng sẽ tạo tội nghiệp Tiếp theo, đi là lời dạy bảo quán thế âm Bồ Tát. Thực ra, cũng chính là dạy bảo đại chúng trong Pháp hội. Thính là lắng nghe. Ngô là thế tôn tự xưng. Tuyên dương sự lợi ích không thể nghĩ bàn của địa tạng Bồ Tát nhữ đương đế thính ngô kim thuyết chi quán thế âm ngôn duy nhiên thế tôn nguyện nhạo dục văn mấy câu này không cần phải giải thích sau đó thế tôn tuyên dương với đại chúng phật cáo quán thế âm bồ tát quán thế âm bồ tát là người đại diện cho chúng ta Vị lai hiện tại Chư thế giới trung Hữu thiên nhân Thọ thiên phước tận Hữu ngũ suy tướng hiện Hoặc hữu đọa ư Ác đạo chi giả Đoạn này rất quan trọng Chúng ta nhất định phải ghi nhớ Đây là lời nói rõ Chân tướng sự thật sanh lên trời người trời hưởng phước cũng có ngày hết phước hưởng hết rồi thì liền chết ở đây nói rõ tọa mạng người trên trời dài nhưng không thể không chết trong lục đạo thảy đều có sanh tử hai loại sanh tử đều đầy đủ Phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử Cho dù sanh tới trời phi tưởng phi phi tưởng Cũng còn sanh tử Như vậy thì không cứu cánh Có bao nhiêu người khi vọng sanh lên trời Lên trời không cứu cánh Không những phước trời sẽ hưởng hết Người trời có sanh tử hơn nữa, người trời vẫn còn đọa ác đạo. Sau khi thọ mạng trên trời hết rồi, thì đọa tam ác đạo. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không biết. trong chú giải mấy hàng đầu này nói được rất hay chúng ta hãy đọc qua chư thiên trong tam giới đều mang túc nghiệp tam giới là chỉ cho dục giới có sáu tầng trời sắc giới có mười tám tầng trời vô sắc giới có bốn tầng trời tổng cộng có hai mươi tám tầng làm sao có tỳ sanh lên trời Nghiệp tu trong đời quá khứ khác nhau Sanh lên trời Đều là do tu nghiệp thiện Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta Điều kiện sanh lên trời Là phải tu Thập thiện nghiệp và tứ vô lượng tâm Ngày nay Chúng ta ở trong đời sống thường ngày xử sự, sự Đối người tiếp vật Thập thiện có làm đến được hay không? chư vị đồng tu muốn được một chút thành tựu trong phật pháp thì đời này nhất định không thể làm việc hại người lợi mình tuyệt đối không được làm tuyệt đối không thể có ý niệm hại người đương nhiên càng không thể làm việc tổn hại người khác không thể làm Bất luận là trong trường hợp nào Miệng không nói lời ác Đạo lý làm người căn bản này Chúng ta phải biết Phải làm cho bằng được Nếu lại có thể niệm niệm lợi ích chúng sanh Có thể xả mình vì người Đó là bạn tu tích phước đức Vậy bạn mới được phước báo trời người. Khởi tâm, động niệm vì xã hội, vì nhân dân, vì hết thảy chúng sanh, thì tiền đồ của bạn sáng sủa. Cho dù không biết được giảng sanh tịnh độ Thì sẽ chắc chắn sanh lên trời Hưởng phước trời những thiện ác tội phước mà Đức Phật giảng ở trong Kinh. Nhất định phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Kinh Địa Tạng cũng tương đối tường tận. Chúng ta thường đọc tụng, thường tư duy. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày. Mỗi khi cởi tâm độc niệm, lời nói, việc làm có sai phạm hay không Khi đọc tụng Bạn hay kiểm điểm lại tâm hành của bản thân Đây mới gọi là chân tu hành Nếu như có sai phạm Thì phải thực sự sám hối sửa lỗi Tuyệt đối không thể chất chứa Không thể che đậy che đậy thì tội ấy sẽ nặng. Tội nghiệp của bạn càng tích càng nặng. Bạn phải biết sám hối. Phải thực sự sửa lỗi. Tuyệt đối đừng chiếm một chút tiền nghi gì của người ta. Làm vậy không có lợi ích. bạn chiếm tiền nghi của người ta thì đời sau vẫn phải trả nợ hà tất phải làm đây không phải là tìm phiền phức cho mình hay sao sinh hoạt trong đời sống của chúng ta càng đơn giản càng tốt lần này tôi ở Perth Úc Châu tham quan một đạo tràng tu hành phái tiểu thừa Tham quan xong tôi rất cảm động Ở đó Có 17 vị xuất gia Đến từ nhiều quốc gia Họ được tín đồ cúng dường Có được một mảnh đất Khoảng 96 mẫu anh là trường núi. Họ xây đạo tràng tại đó. Phòng ốc đều do chính họ xây cất. Họ tự thiết kế, tự mình xây cất, chứ không mướn công nhân. Xây cũng rất khá. Họ có một Phật đường trang nghiêm đơn giản có một thư viện nho nhỏ có phòng tắm phòng tắm rất lớn có từng gian từng gian liêu phòng nghỉ ngơi của họ hiện tại có 20 mươi căn mỗi liêu phòng cách nhau chừng 5 phút đi bộ Liêu phòng là phòng dành cho một người ở một liêu phòng nhỏ. Tôi xem thấy phòng đó đại khái. Chỉ có 4 mét vuông. Không lớn lắm. Nếu như để giường thì để được vừa đủ ba chiếc giường. Phòng nhỏ này sạch sẽ, gọn gàng. Giống như túp liệu nhỏ vậy. Phân bổ trong khu vực này Họ nói họ hy vọng tương lai đạo tràng này nhiều nhất chỉ ở 20 người. Không có nhà bếp. Người tiểu thừa không có nhà bếp, không nấu nướng. Chỉ nhận sự cúng dường của người khác. Mỗi ngày có cư sĩ đem cơm đến, cúng dường cho họ. Không có nhà bếp. Họ mỗi ngày ăn một bữa, giữa ngày ăn một bữa. Xem xong tôi rất cảm động chuyên tâm ở hành đạo. Trong thành phố, họ có một đạo tràng chi nhánh, có một giảng đường. Mỗi thứ sáu, có cử hai Pháp Sư tới đó giảng kinh thuyết Pháp. Mỗi tuần một lần, tính chúng có khoảng hơn 400 người. Điều là tín đồ của họ. Chúng tôi cũng có đồng tu đến hỏi họ, nếu như gặp lúc trời mưa, gió bão, không có người đem cơm nước tới thì làm sao? Họ nói từ trước tới giờ chưa từng gặp chuyện này. Mấy năm trước bị cháy rừng. Cây cối ở đó đều bị thiêu rụi. Nhưng mà lưu phòng của họ không bị sao cả. Thật không thể nghĩ bàn. Do đó, thật sự tu đạo thì có thần hộ pháp bảo hộ. Chúng tôi xem thấy rất cảm động. Thật sự nhìn thấy hình dáng của người tu hành. Đây chính là nơi chúng ta tham học. Đoạn kinh văn này nói người trời lúc hưởng hết phước trời có năm tướng suy hao hiện ra phước báo người trời lớn nhỏ cũng khác nhau cũng giống như người trong thế gian chúng ta chúng ta được thân người mọi người đều được thân người đều sống ở trên địa cầu này nhưng phước báo của mỗi người không giống nhau chúng tôi tới úc châu tham quan phước báo người úc châu lớn hơn chúng ta chúng ta đông người tu hành như vậy chen nhau trong một căn nhà nhỏ giống như ở trong lòng chim bồ câu vậy liêu phòng nghỉ ngơi của người ta mỗi người đều ở một khu vực rất rộng lớn liêu phòng của họ tuy rằng nhỏ nhưng không gian hoạt động của họ lớn từ nhà này của tôi tới nhà đó của bạn Muốn đi bộ tới thăm bạn Phải đi mất 5-6 phút Đây là nơi non xanh nước biếc Ngày nay chúng ta gọi là từ trường khác nhau Khi bước vào đạo tràng Thì tâm sẽ thanh tịnh Sẽ sanh tâm hoan nghỉ Giả thú trên núi rất nhiều Nhưng người xuất gia đều có tâm từ bi Giả thú cũng không hại người Con người có thể câu thông với giả thú Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để câu thông Thì rắn độc thú dữ sẽ không làm hại bạn Bởi vì tâm địa bạn từ bi không có tâm độc ác nếu tâm bạn độc ác thì sẽ phát sinh xung đột với chúng nó nếu tâm bạn từ bi thanh tịnh thì sẽ không phát sinh xung đột ở trung quốc cũng có rất nhiều người tu hành trong rừng sâu họ thường ở gần cọp và những thú dữ khác những thú dữ đó giống như những con vật bạn nuôi ở trong nhà cũng rất nghe lời đạo lý chính ở chỗ này đây chính là đức phật dạy chúng ta làm thế nào chung sống hòa bình với chúng sanh trong lục đạo các bên tôn trọng lẫn nhau hợp tác lẫn nhau con người có thể chung sống hòa bình với rắn độc trú dữ thì đâu có đạo lý không thể chung sống hòa bình với người do đó niềm niệm phải quay lại phản tịnh bản thân đừng nghĩ tới người khác Lỗi lầm ở tại đâu? Lỗi lầm chắc chắn là phía mình, người khác không có lỗi. Như vậy thì bạn mới có thể chung sống với người khác. Nếu như cởi tâm đồng niệm đều nghĩ mình không có lỗi, đều là người khác có lỗi, thì bạn sẽ đối lập với mọi người, đối đầu đến chết. Tình kết này dịnh diện không được hóa giải. Cho nên phải thường phản tỉnh lỗi lầm của mình, sửa đổi lỗi lầm của mình. Đừng yêu cầu người khác phải tùy thuận mình, phải yêu cầu mình làm sao tùy thuận với mọi người. Làm vậy mới đúng. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Chứ không bảo chúng sanh thuận theo mình không hề có. Sau đó, mới có thể ở trong tùy hỷ tu tích công đức. Công đức là định tuệ. Định là nhất tâm bất loạn. Nói trong Kinh Di Đà, đây là định. Định khởi tác dụng chính là tuệ. định tuệ mới có thể giải quyết vấn đề nếu như phước báo của người trời không phải rất lớn thì lúc lâm chung những hạt giống tập khí ác trong a lại gia vẫn sẽ khởi hiện hành một khi khởi hiện hành thì sẽ đọa ác đạo đây là điều Đức Phật thường nói trong Kinh. Lúc lâm chung nghiệp lực thiện tiền nào mạnh nhất sẽ dẫn đi trước. Ý niệm nào mạnh thì người đó sẽ theo ý niệm đó đi đầu thai. Do đó lúc lâm chung thiện niệm mạnh thì sẽ sanh thiện đạo. Ác niệm mạnh thì sẽ đọa ác đạo. Không phải vua Diêm La bán bạn sinh vào cõi nào, không phải. Là do ý niệm của bạn dẫn bạn đi. Nếu ý niệm ngu si của bạn mạnh sẽ dẫn vào cõi súc sanh. Ý niệm tham ái mạnh sẽ dẫn vào cõi ngạ quỷ. Ý niệm sân giận mạnh sẽ dẫn vào cõi địa ngục. Do đó có thể biết Nếu như một niệm sau cùng đó của chúng ta Sức niệm Phật mạnh thì sẽ sanh tịnh độ Ý niệm này bình thường phải dung bồi Đợi tới lúc lâm chung thì không kịp nữa Lúc lâm chung một niệm hay mười niệm giảng sanh Điều này là không sai Trên lý nói được thông Còn trên sự thì rất kiếm có Thật sự mấy người như vậy đều là do thiện lực trong đời quá khứ rất mạnh. Chỉ vì nhất thời mê hoặc tạo tác ác nghiệp, lúc lâm chung có người nhắc nhở, nên túc ăn của họ liền khởi tác dụng. Vì thì mới có thể giảng sanh. Tuyệt đối không phải là may mắn. Nếu như bạn muốn may mắn được sanh, thì không có đạo lý này. nhất định thường ngày phải dung bồi, nỗ lực dung bồi, gấp rút dung bồi, phải biết đây là đại sự nhân duyên trăm ngàn vuông kiếp khó gặp được. Nếu đã hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật này thì làm sao bạn lại không buông xuống được? Bạn nhất định sẽ buông xuống được nếu như bạn nói bạn vẫn không buông xuống được đó là bạn đối với chân tướng sự thật vẫn chưa đủ nhận thức rõ ràng đạo lý chưa thấu triệt sau khi thấu triệt thì nhất định sẽ buông xuống tuyệt đối không tiêm nhiễm năm tướng suy hao hiện ra trong kinh ca nói năm tướng suy hao gồm có hai loại là năm suy nhỏ và năm suy lớn. Năm suy hao nhỏ. Thứ nhất là thân thể có mùi hôi. Bình thường thì thân thể của người trời thanh tịnh. có mùi thơm có một số đồng tu niệm phật hoặc trong lúc niệm phật hoặc là đang tụng kinh thậm chí trong lúc kinh thành lúc thảo luận phật pháp ngửi được mùi thơm lạ Mùi thơm này từ đâu tới? Có thể là mùi thơm này từ trước tới giờ bạn chưa từng ngửi thấy, và cũng không diễn tả được. Mùi thơm này rất lạ, thậm chí là mùi thơm rất nồng. Có lúc kéo dài mấy phút thời gian dài như vậy. Mọi người đều ngửi thấy. Đại Đức xưa nói cho chúng ta biết, khi chúng ta ở đó niệm Phật, Tụng kinh thảo luận Phật Pháp Gặp lúc có người trời đi ngang qua Họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ Họ dừng lại chắp tay Lúc đó bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm lạ Những trường hợp như vậy rất nhiều Nhiều người đã từng gặp qua Đến lúc năm tướng suy nhỏ hiện tiền chính là phước báo của họ sắp hết mùi thơm không còn nữa. Thứ hai là trên thân người trời đều có ánh quang. Ánh sáng này sẽ yếu đi. Thứ ba là lúc tắm rửa nước dính trên thân. Khi chúng ta tắm xong thì phải lau khô thân thể. Người trời thì không cần, nước không dính trên thân. khi nước dính trên thân thì đó là tướng suy nhỏ thứ tư là ở trong cảnh giới gợi lên ý niệm tham di tế có một chút diệm trước thứ năm là chớp mắt chúng ta gọi là nháy mắt mắt người trời thường mở không nháy mắt có hiện tượng nháy mắt thì đó là tướng suy đây là năm tướng suy nhỏ chứng tỏ phước báo sắp gượng hết khi phước báo gượng hết thì năm tướng suy lớn hiện ra trong năm tướng suy lớn thì thứ nhất là quần áo dơ bẩn quần áo của người trời không cần phải cắt may cũng không cần phải giặt vũ Quần áo của họ thật sự là mảy trần không nhiễm, nhưng tới lúc này thì sẽ dính bụi trần. Thứ hai là người trời đều đội mũ. Trên mũ có hoa tươi. Hoa này sẽ khô, sẽ héo khô. Đây là tướng suy lớn. Lúc đó họ sẽ rất đau khổ. Thứ ba là chảy mồ hôi. Một khi có hiện tượng này, thì thọ mạng của họ đã gần hết. Trong kinh nói, đại khái không quá bảy ngày, thì họ sẽ chết. Thứ tư là thân thể có mùi, có mùi hôi. Thứ năm là họ ngồi không yên, đứng ngồi không yên. Lúc năm tướng suy nhỏ hiện ra, nếu họ có duyên gặp được chư phật bồ tát gặp được đại thiện tri thức nếu họ có thể sám hối quy y y giáo tu học thì họ có thể khôi phục có thể tăng thêm phước trời hay nói cách khác tăng thêm thọ mạng của họ năm tướng suy lớn hiện ra thì không được Nhất định sẽ đọa lạc Do đó Thiên nhân càng ở trên cao Thì đọa lạc càng khổ Trời dục giới Trời sắc giới Lúc phước trời hưởng hết Cũng có không ít sanh tới nhân gian được thân người. Sau khi thọ mạng của trời tứ thiền, trời tứ không hết, hơn phân nữa đọa tam đồ, hoặc đọa ác đạo. Đây là thông thường nói trèo cao, ngã đau. Việc này đều có đạo lý trong đó. Mời xem tiếp đoạn kinh danh tiếp theo. Như thị thiên nhân, nhược nam, nhược nữ, đương hiện tướng thời hoặc kiến địa tạng Bồ Tát hình tượng hoặc văn địa tạng Bồ Tát danh, nhất chim, nhất lễ, thì chư thiên nhân, chuyển tăng thiên phước, thọ đại khoái lạc, vĩnh bất đọa tam ác đạo báo. Việc này phải xem duyên phần nếu như duyên phần của người đó tốt gặp được địa tạng bồ tát lúc năm tướng suy hao của họ hiện ra nhìn thấy hình tượng địa tạng bồ tát hoặc nghe được danh hiệu của địa tạng bồ tát không nhất định phải gặp đích thân bồ tát giống như hiện nay chúng ta đắp nặng hình tượng địa tạng bồ tát bạn thấy tượng nghe đến danh hiệu của địa tạng bồ tát cũng có thể nhứt chim nhứt lễ Chủ này nói Nhất chim, nhất lễ Chúng ta đừng hiểu lầm rằng Chỉ cần đầy địa tạng Bồ Tát một lần thì được Làm gì có chuyện tiện lợi như vậy Nhất là nhất tâm Phải hiểu như vậy Đó là chân tâm Dùng tâm chân thành để chiêm lễ Trong tâm chân thành Đã đầy đủ sám hối Đã đầy đủ lễ kính Thiên thân Bồ Tát trong dạng sanh luận nói Năm điều cương lĩnh tu học Thì trong chim lễ là đầy đủ viên mãn Lão cư sĩ Hà Liên Cư Y cứ theo nguyên tắc này đặt ra công khóa tình tu tiệp yếu cho người sơ học chúng ta. Tình tu tiệp yếu chính là y theo năm nguyên tắc. Trong dạng sanh luận của Thiên thân Bồ Tát mà đặt ra, Cho nên, có lễ kính, có xưng danh, có sám hối, trong đi quan trọng nhất là sám hối những gì trời đó chuyện tăng phước trời nghiệp chướng tiêu trừ phước báo liền hiện tiền hoặc có thể kéo dài thời gian hưởng trụ phước trời vĩnh viễn không bị quả báo đọa tam ác đạo trong chú giải có một câu chuyện quý vị tự mình xem thì sẽ biết Từ những câu chuyện tu học của người xưa Trong những nhân duyên công án này Không những chúng ta có thể sinh khởi lòng tin Hơn nữa Còn có thể thể ngộ được chân tướng sự thật Biết làm sao tu học Đây là nói chim lệ, sám hối, tu phước. Tiếp theo nói hà hướng kiến văn Bồ Tát, dĩ chư hương hoa, y phục ẩm thực, bảo bối, anh lạc, bố thí, cúng dường, sở hoạch công đức phước lợi, vô lượng vô biên. Đây là nói Phước báo Của thấy Nghe Chim lễ Rất lớn Nếu như lại thêm cúng dường Thì Phước của họ được Đương nhiên sẽ càng lớn Ở đây Nêu ra vài thí dụ hương hoa y phục thức ăn phải hiểu được ý nghĩa biểu pháp hương biểu thị tính hương biểu thị giới định hương biểu thị ngũ phận pháp thân chắc chắn không phải là chúng ta mang một chút hương thắp cúng dường ở trước mặt Phật Bồ Tát là được, đó chỉ là hình thức. Chúng ta phải biết từ trong hình thức mà hiểu được thực chất, đó mới là chân hương. Do đó, có thể xã tham sân si tu giới định tuệ mới thực sự là dùng hương cúng Phật. Chúng ta tắp cây hương này là ý nghĩa như vậy xa rời tham sân si xuyên tu giới định tuệ hoa biểu thị cho lục độ dạng hạnh y biểu thị cho nhẫn nhục việc này phải hiểu thức ăn biểu thị pháp vị bảo bối anh lạc biểu thị đồ vật trang nghiêm chúng ta tần sự có thể y theo những phương pháp này để tu học thì phước báo lợi ích đạt được sẽ du lượng vô biên du lượng vô biên trong chú dạy có nói sau cùng của chú dạy nói nay đạt được công đức phước lợi tương ưng với bát nhã cho nên như hư không du lược du biên Làm sao tương ưng với Bát Nhã? Đó là như kinh Kim Cang dạy chúng ta. Bồ Tát lấy không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Để tu tích hết thảy thiện pháp. Tu diệt thiện tuy là nhỏ nhưng những công đức phước lợi thu được là vô lực vô biên. Chính là đạo lý này. Nếu như tu hành chấp tướng, cho dù phước báo tu học lớn hơn nữa, nhưng phước báo thu được rất nhỏ. Sự thật này Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều rất nhiều trong kinh điển đặc biệt là kinh đại thừa chúng ta phải lắng lòng thể hội do đó có thể biết mở rộng tâm lượng là khóa mục quan trọng bậc nhất của người tu đại thừa chúng ta nếu không thể mở rộng tâm lượng thì thành tựu của chúng ta nói thật ra thua rất xa so với tiểu thừa. Người tiểu thừa cho dù không thể chứng quả, đây là sự thật. Ngay cả tu đà hoàng của sư quả tiểu thừa cũng không dễ gì chứng được. Rất khó chứng được. Nhưng phước báo nhân thiên họ chắc chắn sẽ đạt được. Chúng ta xem xong nhất định sẽ không hoài nghi Họ tu thiên phước Nếu như có thể đoạn 88 phẩm kiến hoặc Thì ưu có thể chứng được quả vị tu đà hoàng Nhưng 88 phẩm kiến hoạt Trong tam giới rất khó đoạn người tu học đại thừa như chúng ta nếu không thể buông xuống thân tâm thế giới thì niệm phật không thể giảng sanh đây là câu khẩu đầu thiền mà vị đường chủ trong niệm phật đường thường nói thời thời khắc khắc nhắc dở đồng tu niệm phật buông xuống hết thảy thân tâm thế giới buông xuống hết thảy thân tâm thế giới chính là buông xuống bốn tướng ta người chúng sanh thọ giả tương ưng với bát nhã đến lúc đó thật sự là một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm phật vì thì giảng sanh chân thật có nắm chắc giảng sanh nếu không nắm chắc là do bạn đối với thế gian này còn có dính mắt chỉ cần có một tơ hào dính mắt Thì sẽ gây chướng ngại cho việc dạng sanh của bạn Nhất định phải xả sạch sành sanh Bạn có cái gì thì hãy bố thí Đem lợi ích cho chúng sanh Những gì thương thể mình cần đều rất có hạn Chi phí không nhiều Hà tất phải tích lũy rất nhiều những vật dụng hàng ngày này khiến cho thân thể mình tạo tội nghiệp. Do đó, nhất định phải biết bố thí. Phải biết mang phước báo của mình cùng hưởng với hết thảy chúng sanh. Vậy thì phước báo của bạn sẽ lớn. Đó là phước báo thật sự lời tán thán của đức thế tôn trong đoạn này rất dài tính chủ này là hết một đoạn phía sau là việc chuyện ác nghiệp lúc lâm chung cũng vô cùng quan trọng ngày mai tôi giảng tiếp tốt rồi hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đình bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc nam mô a di đà phật ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiện quan